thể các quý vị đã dành cho bé Ngọc Loan. Kính thưa toàn thể các quý vị, và tiết mục của bé Ngọc Loan ngày hôm nay còn có phần tham gia hỗ trợ minh họa biểu diễn của một loại nhạc cụ là nhạc đàn nhị. Tuy nhiên là có một chút sự cố cho nên là bé vẫn một mình thể hiện ca khúc này vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Một tràng pháo tay thật đồng nhiệt hơn nữa dành cho bé Ngọc Loan, và xin chúc cho bé sẽ có thật nhiều các ca khúc tuyệt vời hơn nữa và những cái làn điệu dân ca để nối tiếp các thế hệ mai sau. Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục song ca hẹn ước đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quảng Hòa. Một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào đón tiết mục. Kéo tông đào đi rùng tăng
Văn đến văn thân